Các bạn thân mến, đây là sân vận động Hòa Xuân ở thành phố Đà Nẵng. Chúng ta cùng đến với trận đấu ở vòng đấu thứ 12 của giải bóng đá vô địch quốc gia Naivos V-League 2023-2024. Cuộc đấu sức giữa hai câu lạc bộ Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Ở trận đấu này thì đội chủ nhà chơi với đội hình gồm có số 1 thủ môn Nguyễn Văn Công, số 3 Trần Ngọc Hiệp, số 5 Pierre Lamotte, số 10 Mạch Ngọc Hà, số 12 Trần Hoàng Hưng, số 14 Iago, số 18 Võ Văn Toản, số 25 Lê Xuân Tú, số 30 Paulo Contrado, số 39 Hoàng Vũ Samson và số 66 Stephen Eze. Điều khiển trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định là trọng tài chính ông Nguyễn Mạnh Hải. Trợ lý trọng tài thứ nhất là ông Lê Duy, trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nguyễn Lê Nguyên Thành, trọng tài thứ tư là ông Khổng Tam Cường. Đây là trận đấu không có sử dụng công nghệ VAR. Bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định ở trận đấu này họ chơi với đội hình gồm có số 91 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số 3 Mark Long De Almeida, số 6 Đỗ Thanh Thịnh, số 9 Hà Đức Trinh, số 10 Leonardo Arthur, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 18 Nguyễn Văn Đức, số 19 Adriano Smith, số 23 Cao Văn Triền và số 88 Phạm Văn Thành. Và ở hàng phòng ngự, Adriano Smith đá ngay từ đầu để cùng với Mark Long De Almeida và Ngọc Bảo hợp thành một hàng phòng ngự ba trung vệ. Graffiti chân sút đã có được 6 bàn thắng cho họ, bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Leo Arthur, cú đá trúng đích đầu tiên trong trận đấu này của đội khách ở cự ly khoảng 20m trở lại. Leo Arthur thực sự là một nỗi đe dọa cho bất cứ một khung thành nào. Bàn thắng vào lưới của Thái Sơn Nam Định là một cú dứt điểm ở cự ly khoảng 26m và đó là một pha dứt điểm ở góc mà thủ môn Nguyên Mạnh không thể có được một tình huống cản phá đủ tốt. Ở phía dưới của xếp hạng thì Khánh Hòa là đội đứng chót bảng. Pha tấn công khá nguy hiểm của cầu thủ Quảng Nam, Stephen Eze đã có mặt trong vòng cấm của đội khách. Trong tình huống bóng bổng vừa rồi thì thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã có phần gặp bất lợi. Nhưng thật may cho đội khách khi cú chạm bóng trên không của Stephen Eze là không đủ tốt. Trong đó lớn tuổi nhất là Nghiêm Xuân Tú, đã bước sang tuổi 36. Nguy hiểm! Thêm một pha bóng bổng nữa của cầu thủ áo xanh Quảng Nam. Người đã kết thúc là Paulo Conrado. Đáng tiếc là trong cự ly gần, Conrado đã không thể tận dụng được thời cơ. Những pha bóng cố định, những tình huống ném biên của Quảng Nam hướng tới cái đầu của Stephen Eze rồi sau đó là các pha bóng hai sẽ luôn là một kịch bản mà huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn rất muốn áp dụng. Đường chuyền tiếp theo là của Đỗ Văn Thuận. Leo Arthur. Nguy hiểm! Văn Thành là người đã tiếp cận với thời cơ. Thiếu chút nữa thì lưới của Quảng Nam đã bị rung lên sau tình huống dứt điểm ở cự ly khoảng 7m của Phạm Văn Thành. Dứt điểm. Cú đá tốt của Leo Arthur, nhưng trong tình huống vừa rồi thì Văn Công đã chơi hết sức tập trung. Hà Đức Trình đã làm tường tốt và có cú nhà bóng hợp lý. Lần thứ hai trong trận đấu này, Leo Arthur đưa được trái bóng vào trong khuôn khổ khung thành của Quảng Nam. Thêm một pha dứt điểm nguy hiểm nữa của cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định và đó là cú chạm bóng cuối cùng của Hà Đức Trinh. Những pha chạm bóng kết nối của cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu này là ở mức độ tương đối tốt. Dứt điểm. Một pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ bên phía Quảng Nam. Nhưng đáng tiếc là cú đá bóng sống của cầu thủ mang áo số 88 bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đã đưa trái bóng đi chạy không thành. Paulo Conrado khoảng trống. Cú đá căng. Nguy hiểm. Đã có lỗi việt vị. Có vẻ như đã có lỗi việt vị. Đúng là như vậy. Huỳnh Tuấn Linh và các đồng đội vừa phải chống đỡ rất vất vả sau một pha tổ chức tấn công có lẽ là chất lượng nhất kể từ đầu trận của chủ nhà Quảng Nam với cú đá trúng đích của Paulo Conrado.
Paulo Guardado bằng một động tác gạt bóng đã loại bỏ được Cao Văn Triền trước khi tung ra cú đá tương đối uy lực về phía khung thành của Huỳnh Tuấn Linh. Xuân Tú là người đã áp sát ở tình huống bóng hai. Cao Văn Triền, góc trái là Leo Arthur, kiểm soát tốt trái bóng, chuyền ngang, đặt lòng có thể nói là rất đáng tiếc, đó là pha bỏ lỡ cơ hội của Marlon de Almeida. Một cú vào bóng lòng chân của số 3 bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đã làm tuột mất một cơ hội có thể nói là cực kỳ đáng quý để giúp cho đội khách vượt lên. Trước đó là pha triển khai với tình huống dẫn lên phía trước ở góc trái của Leo Arthur. Đình Bắc, cú sút của Đình Bắc và dứt điểm đầu tiên của Đình Bắc trong trận đấu này, và bóng đã hướng tới đúng khung thành của Huỳnh Tuấn Linh, nhưng đó là một pha dứt điểm nhẹ. Pierre Lamotte, Paulo Contrado đánh gọn rất hay. Xuân Tú, Contrado, Iago, Pierre Lamotte, 1-0 cho Quảng Nam. Bàn thắng tuyệt vời. Một tình huống bùng nổ của cầu thủ áo xanh. Cho đến trước khi Đình Bắc có pha chạm bóng cái đấy ít phút, cũng như ở tình huống vừa rồi, thì chất lượng kết nối của Quảng Nam chưa phải là quá tốt, cho dù họ cũng tạo ra được những áp lực tương đối tốt về phía khung thành của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Lớn tuổi nhất trên sân, 36 tuổi, Đình Bắc, Iago, cú thả bóng thuận lợi của Đình Bắc, dứt điểm. Cú chạm bóng cuối cùng là không đủ xuất sắc để Iago có thể tận dụng được đợt phản công vừa rồi. Vươn lên dẫn trước nhờ một tình huống áp đặt kết nối tốt ở trung lộ. Quảng Nam vào lúc này đang thuận lợi để tiếp tục duy trì ý tưởng chơi phòng ngự phản công. Nghiêm Xuân Tú, Romario, một cơ hội, tỷ số là 1-0. Pha ghi bàn của Vũ Minh Tuấn, cầu thủ mới vào sân. Có Romario, cả Nghiêm Xuân Tú và cuối cùng là Vũ Minh Tuấn, những cầu thủ mới được thay người bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đã làm nên bàn thắng gỡ hòa. Sự tiếc nuối của huấn luyện viên Văn Chi Sơn, hàng thủ của Quảng Nam trong tình huống phòng ngự vừa rồi đã không còn đủ độ dày để đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành của thủ môn Văn Công. Nguy hiểm! Iago đã đến rất gần với một bàn thắng, nhưng trong tình huống vừa rồi thì Huỳnh Tuấn Linh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Những tình huống ném biên của Quảng Nam vẫn luôn rất đáng chú ý. Stephen Eze ở tình huống bóng 1 và ở tình huống bóng 2 là những điều rất khó lường cho các đội bóng đối thủ. Hàng thủ của Maryland Quy Nhơn Bình Định đã để quên mất Iago. Thật may cho họ là Huỳnh Tuấn Linh vẫn còn có sự nhạy cảm. Stephen Eze, cú dứt điểm cuối cùng trong trận đấu này của Quảng Nam. Và bóng đó cũng đã khép lại trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-0. Quảng Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này nhờ một pha bóng xuất thần của tiền vệ trung tâm Pierre Lamotte, cú đá ở cự ly gần 30m. Nhưng ở trận đấu này thì Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng là một đội bóng đã chơi với rất nhiều những pha bóng có chất lượng ở phía trên, và họ cũng đã tận dụng được một thời cơ để có bàn gỡ với pha ghi bàn của Vũ Minh Tuấn. Mỗi đội có một điểm sau trận đấu này, và đây là một kết quả xứng đáng cho cuộc đấu sức vừa rồi trên sân Hòa Xuân. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Quảng Nam và Maryland Quy Nhơn Bình Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của Naipop V-League 2023-2024 xin được dừng lại đây. Thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.